Thư thứ nhất của Phi-e-rơ, chương 1. Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asia và Bithyni, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong cái chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi, suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng, mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Giê-xu tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, để nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Chương 2. Vậy, anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này,
ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. Tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Và mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại như những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Chương 3. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như dóc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình giường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhượng. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả. Trái lại, phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Và
Ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dạo. Phải lắm điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đói trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Nhưng mặt Chúa sắp lại, nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước về thời kỳ Noe, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có 8 người. Phép báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài. Chương 4. Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích. Một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại, nếu người công bình còn khó được rồi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín.
Chương 5. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đứng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thường gặp anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tôi cậy xin Văn là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này đặng khuyên anh em và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời. Anh em phải đứng vững trong đó. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em. Con tôi là Mark cũng vậy. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyện xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ.